Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Táo Store. Trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một phần mềm rất là hay dành cho bạn nào hay edit video ở trên chiếc MacBook của chúng ta. Đó chính là phần mềm CapCut cho MacBook. Như các bạn đã biết thì CapCut là một mềm khá là nổi tiếng ở trên chiếc iPhone, ở trên điện thoại Android của chúng ta. Và với CapCut chúng ta có thể chỉnh video một cách đơn giản, thay vì các bạn phải sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp như là Premiere, Final Cut thì chúng ta có thể sử dụng CapCut một cách rất là đơn giản để chúng ta tạo ra những video và những hiệu ứng rất là đẹp mắt. Ok, trước khi bắt đầu vào việc làm sao để chúng ta tải và cài đặt CapCut dành cho chiếc MacBook của chúng ta, thì nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh Táo Store thì các bạn hãy cho bọn mình một đăng ký, cũng như là các bạn có thể nhận thông báo của bọn mình những cái phần mềm hay nhất ở trên chiếc MacBook, cũng như là những thủ thuật sử dụng chiếc iPhone của các bạn. Ngoài ra ở đây thì bọn mình đã có những danh sách phát về iPhone, về MacBook. Đó thì các bạn có thể ghé qua và xem những phần mềm mà bọn mình đã làm hướng dẫn dành cho các bạn trên chiếc iPhone cũng như là trên chiếc MacBook của chúng ta nhé. Ok, quay trở lại cái việc làm sao để chúng ta tải phần mềm CapCut ở trên chiếc MacBook của chúng ta. Thì các bạn hãy truy cập cái link này nhá, mình sẽ để phía dưới mô tả của video. Ở đây ấy thì nó hiện tại chỉ có bản tiếng Trung thôi, tức là chúng ta sẽ dùng trên tiếng Trung một chút nhá. Nó sẽ là lợi thế dành cho bạn nào biết tiếng Trung. Còn đối với những bạn mà không biết tiếng Trung như mình chẳng hạn, thì chúng ta sẽ mò dần và cũng sẽ sử dụng nó quen thôi. Ok, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài, thì các bạn hãy truy cập cái đường link này nhá. Rồi tiếp theo có phần mũi tên này này, các bạn hãy kích vào đây. Đó, thì nó sẽ đâu đó khoảng mấy trăm MB đấy, 445 MB, chúng ta sẽ chờ nó download nhá. Ok, sau khi mà các bạn download xong ấy thì các bạn hãy mở cái file này lên nhá. Rồi việc của chúng ta rất là đơn giản, các bạn chỉ kéo cái CapCut vào trong thư mục application thôi nhá. Đó, dung lượng của nó sẽ là khoảng hơn 800 MB một chút. Rồi sau khi mà chúng ta kéo xong ấy thì các bạn hãy vào trong application, các bạn sẽ thấy một cái phần mềm tiếng Trung mới ở đây này. Vậy thì chúng ta đã sử dụng CapCut rồi đấy, đã download và cài đặt thành công phần mềm CapCut rồi. Rồi các bạn sẽ thấy một cái thông báo là nó được download từ internet, có mở nó không. Ok, mình sẽ open thôi. Đó, ở lần mở đầu tiên chúng ta sẽ chờ một chút nhé. Đó, các bạn có thể thấy đây là giao diện của CapCut ở trên PC. Ở đây thì chúng ta sẽ phải mò thêm một vài tính năng. Đó, thì ở đây mình tạo new project. Ở đây có cái thanh timeline, thanh hiệu ứng này. Rất là nhiều những cái menu ở đây thì chúng ta sẽ cùng khám phá và cùng mày mò xem sao. Trên đây là video hướng dẫn các bạn cách download phần mềm CapCut dành cho chiếc MacBook của chúng ta. Và nếu như các bạn muốn học cách sử dụng CapCut ở trên MacBook thì hãy để lại comment phía dưới nhá. Thời gian tới mình sẽ dự kiến là sẽ tạo ra những video hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm CapCut này ở trên chiếc MacBook của chúng ta. Và các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh mọi người nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.